cho tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Khám phá trường học 2022 và tôi là Lan Vũ đây. Ôi, thiệt luôn á mọi người, cảm giác càng ngày càng chiều khán giả của Khám phá trường học rồi đúng không? Cứ ai mà comment cái gì là tôi lại tất tả vất vả cùng với ekip lon ton chạy đến ngôi trường đó để chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Và đây là khuôn viên của một ngôi trường rất nổi tiếng và cũng rất quen thuộc với khán giả của Khám phá trường học. Đó chính là trường Đại học Công nghệ Khu Tech Cơ sở Bình Thạnh. Cơ sở này rất là nổi tiếng bởi vì ở ngoài cổng trường thì có quá nhiều món ăn ngon. Còn ở trong khuôn viên trường thì mọi người thấy đó, các bạn sinh viên đang rất là tất tả năng động với những dự án của mình. Tôi nhìn thấy xa xa đó là dự án Project Design Show 2022. Và theo như tôi được biết thì các bạn sinh viên ở đây được đào tạo theo chương trình chuẩn của Đại học Nhật Bản. Nghe ghê không mọi người? Nhưng mà trước khi chúng ta tám cùng các bạn sinh viên và tìm hiểu nhiều hơn thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ngôi trường Khu Tech này, gặp gỡ những vị khách mời mà tôi chắc chắn là mọi người sẽ wow. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi khám phá để hiểu hơn về các ngành học của trường Khu Tech chi tiết và rõ nét hơn. Đi thôi. Khu vực phòng thí nghiệm của các bạn sinh viên học chuyên ngành về dược. Các bạn sẽ học trong vòng 5 năm với các chuyên ngành chính như là dược lâm sàng, quản lý và cung ứng thuốc cũng như là sản xuất và phát triển thuốc. Trong quá trình các bạn học tại đây, các bạn sẽ được học hành rất là nhiều, thực hành rất là nhiều và được thầy cô tư vấn tận tình để khi mà các bạn bước ra bên ngoài các bạn làm, các bạn có thể lựa chọn những ngành nghề phù hợp với mình, ví dụ như là quản lý một cái nhà thuốc riêng của mình, hoặc là làm dược sĩ tư vấn tại nhà thuốc, hoặc là các bạn có thể làm trong những cái khâu sản xuất về thuốc, vân vân. Và hôm nay rất là nhiều. Người ta nói mỗi ngày là một sàn diễn, chúng ta phải diễn thôi. Vậy thì các bạn sinh viên trường Đại học Khu Tech sẽ diễn như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với Khu Tech Studio để xem một bộ phim dài tập. Xin 3 Tết 1 Pro Ai diễn. Giờ sao? 280.000 của em chừng nào anh mới trả? Giờ anh không có tiền anh trả. Giờ anh em phải biết lo cho anh chứ. Bây giờ anh không có tiền anh trả thì em muốn anh mua tiền ở đâu ra? Giờ ý anh sao? Giờ anh không trả. Và đó chính là show diễn cuộc đời. Nói đùa thôi chứ mọi người ơi, để cho chúng ta đã tham quan studio của các bạn sinh viên để các bạn có thể học được cách làm thế nào để sản xuất ra được một bộ phim nè, hoặc là một viral clip. Các bạn đi học với một tâm thế rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Và tôi nghe bí mật được bật mí từ anh cameraman của tôi á, là thiết bị được đầu tư trong phòng studio này cực kỳ xịn sò. Thấy chưa mọi người, đầu tư rất là bài bản và chắc chắn là các bạn khi mà tốt nghiệp ngành này sau khoảng 4 năm, các bạn sẽ lựa chọn được cho mình một hướng đi phù hợp với đam mê của mình. Bây giờ tôi đang ở một không gian vô cùng sang trọng. Chắc chắn là mọi người nghĩ là trời ơi, Hồng Loan ở nhà hàng 5 sao rồi ngồi đây nghỉ ngơi trong khi mọi người chờ đợi điều bất ngờ từ tôi đúng không? Nhưng không, đây là điều bất ngờ đầu tiên mà Loan dành cho tất cả mọi người. Xin được kính chào quý vị khán giả, chào Hồng Loan. Rất vui được đón tất cả các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Ủa, lần đầu tiên em được gặp anh Luân luôn á, mà cũng kiểu hơi hồi hộp không biết sao mà được gặp anh Luân ở trường Khu Tech. Bởi vì rất là may là anh Luân là một giảng viên của trường Khu Tech, cho nên ngày hôm nay là Loan đã tóm được anh Luân để có thể chia sẻ thêm về những điều đặc biệt ở trường Khu Tech. Mình đang ở trong một không gian nhà hàng 5 sao đúng không anh Luân? Đây là một cái nơi mà các bạn khoa du lịch nhà khách sạn, các bạn
từng tầng. Wow. Về bartender, về buồng phòng, tất cả những cái gì trong khách sạn. Và như quý vị cũng thấy là ở đây không gian rất là đẹp, rất là sạch. Và tất cả sinh viên đều có cái cơ hội trải nghiệm thực tế cái mô hình nhà khách sạn như thế nào trước khi các bạn tốt nghiệp. Ngày hôm nay á, là em muốn sẽ đưa các bạn khán giả của Khám Phá Trường Học tìm hiểu kỹ hơn và chi tiết hơn về những ngành học của HUTECH, cũng như là khám phá những cái góc đặc biệt khác của HUTECH. Thì anh Luân có thể gợi ý cho em là em nên đi đến những địa điểm nào hoặc là gặp ai không anh? Ở HUTECH thì chắc chắn Loan sẽ bất ngờ rất nhiều về cái quy mô của trường. Trường HUTECH thì có rất nhiều các khoa, do vậy là các việc phục vụ cho sinh viên là rất là cần thiết, đặc biệt là mô hình thực tế. Ví dụ Loan sẽ đi đến sắp tới sẽ đến cái phòng tập gym 5 sao dành cho các bạn sinh viên, và các bạn có những người thầy huấn luyện viên rất là giỏi. Loan sẽ đến thăm trung tâm văn hóa nghệ thuật của HUTECH, là nơi mà sẽ có studio thu âm, có phòng chụp hình, có phòng hòa nhạc. Wow. Và Loan cũng sẽ đến những khu vực mà những cái phòng thực hành của nhiều khoa, và tất cả các phòng thực hành thì HUTECH đều đầu tư đúng cái chuẩn bên ngoài. Các bạn học thực hành tại đấy. Năm nay thì HUTECH có hai ngành là âm nhạc và công nghệ điện truyền hình nữa. Các bạn cũng sẽ ứng dụng được tất cả công nghệ điện truyền hình để tạo ra những cái kênh YouTube. Các bạn có thể làm travel blogger, YouTuber, TikToker. Các bạn tạo cho một kênh vlog, và các bạn có thể là làm web drama. Ngày hôm nay á, là em muốn sẽ đưa các bạn khán giả của Khám Phá Trường Học tìm hiểu kỹ hơn và chi tiết hơn về những ngành học của HUTECH, cũng như là khám phá những cái góc đặc biệt khác của HUTECH. Thì anh Luân có thể gợi ý cho em là em nên đi đến những địa điểm nào hoặc là gặp ai không anh? Bây giờ thì có lẽ là bạn phải tìm từng khu vực một, và sắp tới thì có rất nhiều nghệ sĩ đến với trường, và chắc chắn là Loan khi ra hành lang sẽ gặp một người thầy, một nghệ sĩ quen thuộc. Hôm nay thầy cũng có mặt đi như vậy. Có một người thầy luôn hả anh? Bất ngờ nha. Ôi, em bắt đầu cảm thấy muốn đi tìm ngay rồi nè. Không biết là người nào mà anh Luân có vẻ bí ẩn như vậy. Bây giờ xin mời Loan sẽ đi ra ngoài. Chúng ta sẽ bắt gặp thầy, một người thầy rất đặc biệt. Xin mời Loan. Dạ, hết hồn anh. Mời Loan vô đây phải ăn những món ăn đặc biệt của HUTECH chứ ha. Trời ơi, không ngờ là cái mắt em mở to như vậy. Cuối cùng anh cũng đã hiểu ý em rồi. Và bây giờ sẽ mời quý vị khán giả và Loan thưởng thức những món ăn đặc sắc nhất của khoa du lịch nhà khách sạn của chúng ta. Hôm nay thôi, em không ngờ là được gặp thầy luôn á. Hồi nãy anh Luân nói là gặp một người thầy bí ẩn gì đó, em nghĩ là giảng viên nào vậy ta, em không nghĩ là sẽ gặp được thầy ở đây. Thầy 2 năm rồi thầy tham gia với viện nghệ thuật của HUTECH. Dạ. Và với vai trò cố vấn nghệ thuật và chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm của mình. Dạ. Cho nên thầy liên tục có những cái buổi lên lớp ở đây. Dạ. Ôi thầy ơi, em nãy em nghe anh Luân cũng nói sơ sơ là mình sẽ đầu tư về học viện về âm nhạc nghệ thuật rất là nhiều. Và thầy có thể bật mí thêm nữa để cho các bạn đang theo dõi Khám Phá Trường Học biết, nếu như các bạn lựa chọn nghệ thuật thì các bạn nên lựa chọn HUTECH như thế này. Chính xác là như vậy, bởi vì sắp tới HUTECH sẽ chuyên nghiệp hóa, tức là sẽ mở một cái nhà hát, và nơi đó những tác phẩm, tất cả những gì sáng tạo của các bạn từ mỹ thuật, nghệ thuật, các thể loại thì có cơ hội để phát triển khả năng tiềm ẩn của các bạn. Dạ, nhưng mà có một cái điều mà thường các bạn mà chọn những cái ngành liên quan đến nghệ thuật các bạn hay hỏi là bây giờ mình bỏ ra 4 năm đại học mình học, vậy thì sau đó mình có ứng dụng được hay không, mình có làm nghề được hay không á thầy? Thì chính cái nhà hát đó là cái nơi các bạn đã có thể song song làm việc chuyên nghiệp trước khi tốt nghiệp, đúng không? Vậy cái đó là một cái môi trường để chào cho các đài truyền hình đến. Dạ. Một cái đợt thi của mình, ai thích thể loại nào như thế nào, cộng tác viên nào hoặc MC nào. Dạ. Mời về Bình Dương, mời về Vũng Tàu, mời đi miền Tây, vân vân. Thì đây là một cái nơi sản xuất để đào tạo và cung cấp những cái nguồn nhân lực. Bạn nào quê ở đâu làm ở đó thật là tốt. Dạ. Và trao đổi với nhau
ở những tỉnh thành khác nữa. Thiệt là em chỉ cần nhìn thấy thầy ở đây thôi là em đã thấy giống như có một cái sự bảo chứng cho cái việc chất lượng và cái sự quan tâm của nhà trường là sinh viên cho các bạn được gặp những người đầu ngành trong cái lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng mà bây giờ em phải nói lời tạm biệt thầy rồi. Em phải đi rồi, em phải đi khám phá tiếp Hutech rồi. Thật ra như vậy, thầy muốn nói là Hutech mong ước cái việc học nó phải thoải mái như chơi. Cho nên bên cạnh học chuyên môn thì bộ môn nghệ thuật, các bạn không học ngành nghệ thuật vẫn có thể có những cái buổi ngắn hạn để phát huy khả năng tiềm ẩn của mình. Và nhiều đâu, khả năng nghệ sĩ nó lại nằm trong một nhà khoa học. Tất cả những điều đó, Hutech đang mở ra một cái chân trời rất là rộng mở. Và chính vì vậy cho nên thầy mới có cơ hội để có mặt ở đây, chứ không nghĩ ai có thể nghĩ rằng là thầy hồi xưa đó, trước khi đi học nghệ thuật thầy thi vào trường sư phạm. Và may mắn sau đó đậu luôn bên ngành nghệ thuật, thầy mới có dịp đi du học ở Nga. Và chính vì vậy bây giờ trở lại làm cái nghề giáo là cái nghề thầy mơ hồi nhỏ. Rồi sau đó phiêu du qua các mạng nghệ thuật để hôm nay chúng ta gặp nhau đây. Em cũng có một khả năng tiềm ẩn nha thầy. Bây giờ em sẽ thử khả năng đó nha thầy. Một lời chào tạm biệt, thay vì chúng ta nói như bình thường thì chúng ta hãy một chút gym đến từ vị trí của anh Sĩ Luân. Và bây giờ Hồng Lan đang có mặt tại Gym Center của trường đại học Hutech, nơi mà các bạn sẽ được thực hành về những bộ môn như là giáo dục thể chất nè, ngoài ra thì là rèn luyện sức khỏe của mình nếu như các bạn thích. Và đây, phòng Gym Center của chúng ta sẽ mở cửa đến 8 giờ tối lận. Và Loan, nếu như mà là sinh viên trường Hutech, nói thiệt với mọi người, Loan sẽ cắm trại ở đây. Sao? Không tin tôi hả? Quá buồn khán giả của Khám Phá Trường Học rồi. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghía qua tất cả những máy móc xịn sò ở trong Gym Center trước khi gặp một nhân vật đặc biệt. Và đây là chàng trai vàng mặc áo màu vàng trong làng thể thao của trường đại học Hutech. Xin được giới thiệu cho mọi người, em Lê Văn Hiên. Em và chị Lan đang đứng tại phòng gym của trường đại học Hutech. Thì phòng gym này làm cho các bạn sinh viên sau những nhập căng thẳng đến để tập luyện thể dục thể thao. Và em cũng đang là một thành viên của câu lạc bộ bóng đá Hutech, thì có thể đến đây sau những giờ tập và những giờ học căng thẳng. Ngoài phòng gym này ra thì trường có rất nhiều là phòng tập đa năng và các câu lạc bộ khác. Ví dụ như ngoài trời thì có bóng chuyền, bóng rổ và bóng đá. Về võ thuật thì có vô vi nam, cổ truyền và taekwondo. Từ sáng đến giờ thấy không mọi người, quá nhiều những hình ảnh cho chúng ta thấy là sinh viên Hutech rất là năng động. Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Em có nghe thấy tiếng gì không em? Đó là tiếng của các bạn guitar ở dưới. Và em quý vị có thể xuống dưới để... Không phải là có thể, em ơi, mình phải xuống dưới ngay lập tức. Tại vì chỗ nào rộn ràng là có hai chị em chúng ta. 1, 2, 3. Ôi, mọi người ơi, xuất hiện ở đây tôi lại gặp người quen. Xin giới thiệu cho mọi người, Thạch Thảo. Hello, xin chào mọi người, mình là Thạch Thảo. Hiện mình đang là sinh viên của trường đại học Hutech. Mình rất là vui khi mà được chào đón chị Lan đến với trường mình ngày hôm nay. Em ơi, chứ em đứng kế bên chị thấy hơi mệt đó, tại vì em khá là cao. Mọi người ơi, top 10 Miss World nha. Thank you. Cảm ơn, cảm ơn. Nhưng mà chị muốn hỏi một chút xíu về cảm giác của người trong cuộc. Tại vì sáng giờ toàn là đưa hình ảnh rồi tất cả mọi thứ để chứng minh là trường đại học Hutech là sinh viên năng động này kia. Nhưng mà chính cảm nhận của em mới quan trọng, tại vì em đang là sinh viên của trường. Vậy thì em cảm nhận như thế nào về ngôi trường đại học Hutech này? Sau khi trải qua 3 năm học ở trường và chỉ còn 1 năm nữa thôi là ra trường, nhưng mà mình cảm thấy là muốn ở lại trường thêm để mà cảm nhận cái không khí năng động, sáng tạo và cái sự nhiệt huyết của các bạn sinh viên ở đây. Và mình cảm thấy trường rất là tuyệt vời khi mà luôn luôn tổ chức cho các sinh viên cơ hội học tập mới, trau dồi tốt hơn khi mà tổ chức các cuộc thi học thuật hay là tổ chức các buổi hội thảo và mời những nhân vật rất là thành công ở trong cuộc sống về để mà tư vấn và thảo luận cho sinh viên hiểu biết thêm được nhiều hơn. Vậy em thích điểm nào nhất ở trường của em? Để mà nói về cái điểm mà em ấn tượng nhất ở trường Hutech thì em nghĩ đó có lẽ là câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật đấy ạ. Bởi vì đây là một câu lạc bộ vô cùng năng động và sinh viên nếu như tham gia thì sẽ cảm thấy là hòa đồng hơn, cởi mở hơn và có thể quen biết thêm được nhiều bạn mới hơn. Và đặc biệt là Hutech thường có những cái cuộc thi về văn hóa nghệ thuật như là Hutech Talent hoặc là Miss Hutech được tổ chức 2 năm một lần. Và đặc biệt là các bạn cũng nên biết một chút xíu, đó chính là Hutech đó là cái nôi của rất là nhiều hoa á hậu đấy ạ.
như chị cũng được hả em ha, chị thấy chiều cao chút xíu thôi nha, mà chút xíu thôi mọi người. Yeah. Nhưng mà em ơi, nói chung là nãy giờ chị phỏng vấn là một cái cớ thôi, chứ chủ yếu là chị thấy đằng kia có một cái câu lạc bộ đang rất là trời ơi sôi động lắm mọi người ơi, vui cực kỳ luôn. Nhưng mà với cái bộ dạng như thế này thì bước vào đó là lạc lõng liền. Chị muốn trà trộn vào trong không khí sinh viên đó với đồng phục này thì em có thể giúp chị được không? Chị yên tâm, em sẽ đưa chị vào cái vòng tròn đó ngay bây giờ. Đi quẩy thôi mọi người ơi. Đi thôi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn. Nếu như các bạn muốn biết thêm về chương trình đào tạo cũng như là chi phí học tập, hãy nhấn vào link này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.